Vâng, em Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì vừa rồi thì bên em cũng có lên cho bác một số những siêu phẩm đồng hồ cơ cổ mà bên em về nha bác nha. Những dòng sản phẩm để cho bác sưu tầm, hàng rất là độc lạ nha bác. Và ngày hôm nay video này thì em sẽ lên chi tiết hơn cho tất cả bác về những cái sản phẩm này. Thì video trước là bên em báo hàng về và chưa có báo giá cho tất cả bác. Thì các bác quan tâm đến những sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hùng, và các bác có thể xem qua video này thì em sẽ lên chi tiết từng con và báo giá cho các bác trong video ngày hôm nay nha. Thì bác có đăng ký kênh và các bác nhấn vào biểu tượng chuông để cập nhật theo dõi video mới nhất ở trên kênh Thắng Hùng. Em xin cảm ơn tất cả bác. Và đầu tiên thì em sẽ lên cho bác những chiếc nhẫn Mỹ hợp kim đấy. Những chiếc nhẫn này thì em sẽ bao cho tất cả bác là đeo trọn đời và cũng như là sẽ có chế độ bảo hành cho tất cả bác nếu các bác chơi những dòng sản phẩm này bên em đó. Hàng thì các bác thấy là nó cực kỳ là dày dặn và đẹp, thì em sẽ đo kích thước của con này của những cái chiếc nhẫn này để cho các bác tham khảo nha. Thì với những cái sản phẩm nhẫn bên em thì nó sẽ là nhẫn hợp kim 10K nhẫn Mỹ và cũng như là có chữ ký nhé. Rất là đẹp nha bác nha. Các bác nhìn này, nhìn nó cực kỳ đẹp nha. Con này là 1968 này bác nha, 1968. Hoa văn biểu tượng con ó này, cái đầu con ó này bác. Đấy. Tấm này đẹp chưa? Đấy, đá xanh ngọc bích nha bác nha, xanh ngọc bích. Bên này thì hoa văn lá cờ Mỹ thì phải. Đấy, 1989 nha bác nha, 1839 1839 này. Đấy, 1839 nha, rất đẹp nha bác nha. Con này thì nó sẽ có size của nó này. Size đường kính con này thì nó sẽ có đường kính là 18 nha bác nha, 18 thì đối với dòng tay 17 là 17 18 19 là đeo vừa nha bác nha. Đấy, 17 16 ok. Đó. Đường kính lòng trong của cái con này là 18 nha bác, 18. Đó. Em đo kích thước cho ra bác này, 18 năm nha. Rồi lên cái sản phẩm thứ hai là đá đỏ nha bác nha. Đá đỏ các bác nhìn đá nó đẹp chưa. Đấy, đá đỏ con này thì cũng vậy nha. Đấy, hoa văn nó là giống nhau, hoa giống con trước. Ở bên này thì nó khác này. Con này 1965 nha, 1965. Con kia 1968. Đấy, đẹp quá, đẹp luôn nha bác nha. $10,000 đường kính con này thì hiện tại nó sẽ có đường kính là 21.7 nha bác nha, đường kính nó là 21.7 nha bác nha, 21.7 21 đi. Đấy, 21 nha. Con tiếp theo là một con đá trắng nè, đá trắng nha bác nha, 1960 nha. Hoa văn đó này rất là dày, rất là đẹp, 10K 1839 1960 đá trắng nha. Các lên cho em mấy mẫu đá trắng nha. Con này lên mẫu đá đỏ nha, và con này thì mẫu xanh ngọc bích. Đấy, rất đẹp nha. Con này thì nó có size là 21 luôn đó nha, size là 21. Đó, nó bằng cái con màu đỏ luôn nha bác. Size đường kính nó là 21 nha. Rồi, một con màu xanh xanh ngọc này. Đấy. Con này
67 1839 hoặc vành nhìn nhau. Đấy, con ó này bác đẹp, quá đẹp nha. Màu xanh các bác hợp màu xanh thì alo cho em. Đóng 10k hợp kim nhé. Đường kính con này là 20. Đó, 20 nha. Con này 20, hai con 21 này. Và một con 10 con này thì là 10 18 năm. 18 năm nha. Đó. Con tay rất rất đẹp nha bác. Con tay là cực kỳ là đẹp. À quá thấy chưa? Đây bác. Rồi các bác nào yêu thích về nhẫn thì alo cho em nhé. Giá là 700k, 750k nha. 750k một chiếc như thế này. Đó. 750k một chiếc như thế này nha bác nha. Để em bao em bao cho các bác luôn. Đó. Có bảo hành bảo đồ về những sản phẩm này nha bác nha, bác yên tâm. Đấy. Rất đẹp nha. Ok chưa? 750k một chiếc. To nhỏ đều giá như nhau. Có ba có ba cái size khác nhau. Đó. Rồi, giờ thì em sẽ lên cho bác những cái con đồng hồ. Thì đầu tiên em lên cho bác là một cái con siêu phẩm này. Con siêu phẩm này các bác tìm không ra. Con này gọi là cực kỳ là độc đáo nha. Bên em đợt này về là toàn là tiến những cái đồ, những cái sản phẩm để các bác sưu tập vào cái bộ đồng hồ của mình. Những cái con như thế này, những cái con như thế này thì nó gọi là nó rất là phổ thông. Đấy, rất là phổ thông, có nhiều. Đó. Những con như thế này thì nó cũng cực kỳ là phổ thông. Và nó có nhiều nha bác nha, có nhiều. Đấy. Nhưng mà những cái con như thế này này, các bác kiếm cái con thứ hai các bác kiếm không ra nha bác nha. Em dám khẳng định bác, các bác kiếm con thứ hai kiếm không ra rồi. Đó. Đến núi này thì hình thì giống như là đỉnh núi Phú Sĩ, mặt trời mọc, đỉnh núi Phú Sĩ mặt trời mọc. Đó, nhưng con này thì chạy bộ máy của Thụy Sĩ nha bác nhá, chạy bộ máy Switch. Đó, và chất lượng của nó thì khối vàng, các bác nhìn này, nhìn qua cái nước vàng của nó này, cạnh nó là cạnh khí này, cạnh nó là cạnh khí nha bác nhá, nước vàng nó là cực đẹp nha bác, nước vàng cực kỳ là đẹp này, mặt nó là không có một tì vết. Đấy, không thì vớt nha, ngay cả những cái đám mây phía trong nó đều là vàng nha bác. Đó, niền khí vàng này. Đấy, con này size lớn nha bác, quá đẹp luôn, nấm nó nước vàng đẹp. Còn ở phía sau cái nắp đáy nó là nó sử dụng một cái đồng xu của Mỹ. Đấy, đồng xu của Mỹ biểu tượng con đại bàng. Đó, nó sẽ làm cái nắp đáy ở phía dưới. À, có thân nhìn đọc không? Đó, em sẽ tháo máy ra cho bác xem này. Xem cái bộ máy nó nha. Đây bộ máy nó này bác. Bộ máy là con này là bộ máy vàng nha bác nha. Bộ máy vàng cơ cốt. Chạy bộ máy để em đọc này. Nó nhỏ quá rồi bác, không có cái kênh lúp không đọc được. Đấy, biểu tượng là Switch này, Switch nó nằm chỗ này này. Và trên GG Well mười bảy GW nha, 17 chân kính. Ở con này thì có thương hiệu gì mà nói thật là cái chữ của nó đọc không ra luôn mắt. Nói chung là cái bộ máy này là nó có nội địa Thụy Sĩ nên là nó thật là đọc không ra cái tên máy luôn. Đọc không ra tên máy này, nó dài và nó nhỏ mà nó ngoài nghèo, nó khó đọc lắm các bác. Các bác nào về có kính lúp thì các bác xôi nha. Còn máy này em bao cho bác là chuông máy Thụy Sĩ và hàng là bao zin. Bao zin bao chất lượng cho các bác luôn nha. Đấy, máy vàng cực kỳ là đẹp nha bác. Rất là đẹp luôn nha. Con này thì rất là hiếm. Nắp nó là cái đồng xu. Đồng xu nó làm. Quá đẹp. Máy vàng cơ cốt nha. Cơ cốt mấy vàng. Size con này size lớn không?
Xe con này thì em đo luôn cho các bác này. Đó, các bác kiếm con thứ hai không bao giờ ra. Xe con này là xe 36.5 nha các bác nhé. Size 36.5. Con này em để các bác giá là 8 triệu đi. 8 triệu. Các bác là chốt con này thì alo cho em. Hàng cực kỳ là đẹp nha. Hàng quá đẹp nha. Đó, chắc chưa? 8 triệu cho các bác sưu tầm. Một con cơ cốt size lớn, máy thủy. Đó, quá đẹp. Các bác có tiền cũng không kiếm ra được con thứ hai đâu nha. Nên là bác nào mà đang sưu tầm về cái mạch sản phẩm đồng hồ thì các bác có thể liên hệ cho cũng Hùng nha. 8 triệu đồng nha bác. Rồi, cái con thứ hai là một con Senco. Con Senco Liner cá chép nha bác nha. Cá chép mà cá chép cực đẹp, hoa văn cá chép bông sen. Đấy, cá chép bông sen nha bác nha. Quá đẹp, nước vàng con này thì khối cái chê. Nước vàng là không chê con nào được bác. Nước vàng là cực đẹp luôn. Đấy, từ chân càng cho đến là niềng. Mặt là không một tì vết. Hàng quá đẹp. Con này con size lớn nha. Đấy, Red Senco Champion. Bọc vàng 20 micron nha. Bọc vàng 20 micron. Rồi, tháo nắp ra cho bác xem luôn. Rất là cứng. Tháo không ra luôn á. Nó cứng quá. Đấy. Nó mà trời một tí là nó không được đẹp đi. Thôi thì để em tìm cách tháo sau và chụp hình lại cho tất cả bác. Con này là bọc vàng 20 micron. Đó, size lớn nha bác nha. Mặt cá chép cực đẹp nè, mặt xanh hoa văn nè. Đấy. Những mặt này là nó cực độc nha bác nha. Các bác kiếm không ra nha. Mặt cực độc. Đó là những cái hàng này thì bên em quay gọi là lựa chọn tiếng lửa rất là kỹ và cũng như là tìm rất là lâu mới có được những sản phẩm như thế này các bác nha. Dòng cơ cốt nha bác. Đấy, dòng cơ cốt. Con này quá đẹp luôn. Đấy, cho bác lên tay nha. Các nào lên tay những con này thì quay gọi là khó chê. Size con này là size 36.5, size lớn, size 36.5 nha bác nha. Con này em để các bác giá là 6.500.000. 6.500.000. Các bác nào chốt con này thì alo cho em. Rồi, một con siêu phẩm này. Siêu phẩm cơ cổ đến từ hãng Omega. Đấy, 2.5 kim. Kim rốn cực đẹp nha bác nha. Cọc học trò 12-6. Mặt tím mộng mơ nha bác nha, mặt tím mộng mơ. Rất là đẹp, nước vàng còn là quá ok luôn, còn quá đẹp luôn nha. Nước vàng còn quá đẹp. Nắm nút nó này. Đó, có nhìn này. Nước vàng nó đây. Các bác kiếm đâu ra một con Omega mặt tím như thế này. Mặt trắng thì có nhưng mặt tím là không có nha bác nha. Và mặt nó là mặt nguyên zinc nha bác. Mặt nguyên zinc. Dòng này là cơ cốt nha. Đó, lên cho bác là khó Omega luôn nha. Khó Omega luôn nha. Switch nha. Đấy red. Đấy red nha bác nha. Quá đẹp. Quá đẹp cho các bác nha. Điền vàng 2.5 kim. Dòng này thì nó cổ khá lâu rồi. Đấy red cực đẹp nha. Con này thì em để bác giá là 8 triệu. Omega em đưa các bác ra là 8.5 triệu nha bác nha. 8.500.000 đồng. Đó, các bác là chốt con này thì alo em nha. Hàng quá đẹp, quá chất của hàng Omega. Cho các bác sưu tầm về mạch tím mỏng mơ nha. Con này size 34.5. Size 34.5 nha bác. Size con này là size 34 nha. Size 34. Giá là 8.500.000 đồng. Con Omega bọc vàng.
cực đẹp nha, có cốt 2,5 kim cho các bác sưu tầm nha. Lên cho bác một con Enica của Mỹ 17 CV, mặt hoa văn cực đẹp. Đấy, mặt con này hoa văn cực đẹp nha bác nha. Cọc số học trò 3 số 912, mặt hai lòng nha, mặt hai lòng, lòng trong là hoa văn màu vàng. Đấy, các bác nhìn đẹp chưa, và mặt ngoài là màu đỏ đen, rất đẹp. Đấy, các bác nhìn thân càng nó là bọc vàng nha mấy nha, thân càng là bọc vàng. Đó, theo thời gian thì cái lớp vàng nó thì nó còn nó không còn liền lạc nha, nó không còn liền lạc ban đầu, nhưng mà nó cũng nó nước vàng nó là còn khá quá là đẹp. Đó, những cái chi tiết nhỏ này là những chi tiết mà để các bác xác nhận là những đồng hồ nó còn nguyên zin, chưa qua spa nha, nó còn cực kỳ là đẹp như thế này. Đấy, chất lượng là chất lượng ở những cái điểm này, cái những cái chi tiết như thế này quá trời, nó là hàng cố rồi nhưng mà nó vẫn còn lưu lại được những cái dấu vết thời gian và cũng như là cái chất lượng của nó. Enica 17 CV switch hai lòng cực đẹp nha, con này lên tay thì có cái chơi DSS bọc vàng 14K cho nó chứ, bọc vàng 14K gold. Con này để em xem nếu tháo máy rồi bác xem được không? Tìm chỗ mà tháo. Con này nó rất khó tháo rồi bác. Lỡ tay một tí là đi miếng vàng hay là làm một đường là thôi xong. Đó. Đây, bộ máy của NDK này, con cơ cốt nha bác nha. NDK Switch này bác, 17 CV nha. Ba lăng gai mới đọc nha bác. Đó, ba lăng gai đẹp ghê chưa? Quá đẹp luôn nha. Chất lượng. Đó, máy sáng bóng nha. Rồi, ok các bác nha. Con này size nó là size 33 5, size 33 5 nha bác. Đấy, size 33 7 mà em tính là và size 33 5 thôi. Con này thì em để các bác giá là 4,2 triệu nha, 4,2 triệu. Con này size 33 5 để các bác giá 4,2 triệu. Đấy, mặt cực đẹp, cực độc nha bác nha. Bác kiếm không ra mặt này, những cái con này rồi. Đấy, một con nữa này. Một con Raycock. Con này Raycock cũng của Nhật nha bác nha. Raycock. Đó, mặt tím mộng mơ ho vanh hai lòng. Cực đẹp nha, kim cọc vàng. Đó. Thằng đấy SS nha, đấy SS và thân nó là thân vàng luôn nha bác nha. Núm logo zin. Cực đẹp nha. Nước vàng nó này. Nước vàng nó là khối chê, không mất một tí vàng nào luôn. À, đây cực là mới. Đây quá mới nha. Này tháo máy luôn cho các bác nhìn nha. Đây nha bác. Đây, bộ máy của Raycock. Máy cơ cốt Raycock nè, 21 CV nha. Đấy, quá ok nha, máy đẹp. Nắp nó đây, nắp nó chất lượng luôn nha bác. Rồi em ráp vào nha, máy sáng đẹp luôn nha bác nha. À, mặt quá đẹp này, các bác nào yêu thích màu tím mộng mơ, tại em nào thích chơi con này thì liên hệ cho em. Hai con này thì nữ đeo cũng rất đẹp, hai con này nữ đeo rất đẹp nha bác nha, nữ tay to đeo lên cực kỳ là đẹp luôn đó. Nó độc lạ, tím mộng mơ. Đấy, chị em nào thích thì alo,
anh nào tay nhỏ thì cũng có thể chơi những cái con size như thế này. Size nó là size 32 năm nhá. Đây, 32 năm. Và con này thì em để các bác giá là 3.800.000 nha. 3.800.000. Đến một con tiếp theo một con nữa là con này thì giống y chang lại con kia, không đọc ra nổi cái tên này, cái gì mà nói chung là nổi địa thị thì nó rất khó đọc tên đấy, ngoằn nghèo chả đọc ra tin biết là cái tên gì luôn. Đó, con này Squidmax đây, hàng thị sĩ nha bác nha, mặt cực đẹp nha bác, nhìn mặt nó mặt vàng mà nó có một cái dải lụa kéo từ trên xuống nha, dải lụa hoa văn kéo từ trên xuống này, rất là đẹp nha. Đó, đẹp ghê chưa, nước vàng đó này, con này thì phôm nó là phôm móng và nước vàng nó là cực kỳ là đẹp. Đó, bọc vàng toàn thân nha bác nha, bọc vàng toàn thân luôn. Yeah, quá ok nha. Con này cơ cót nha bác, cơ cót luôn nha. Đấy, con này thì hình như là đấy đấy đúc. Đấy, con này đấy đúc nha bác nha. Mớ thì mới mớ mạch từ trên xuống, rất là khó nha. Đó, con này thì em xin phép không mở mạch nha. Con này size nó là size 32, size 33, size 33 nha bác nha. Size 33 mặt rất đẹp nha, bọc vàng toàn thân. Con này thì em sẽ lên do cho bác. Con này thì các bác size 33, con này thì các bác để cho em giá là 4.800.000. 4.800.000 con này nha, một bàn toàn thân hàng thủy sĩ, mặt cực độc nha, bác nào chốt thì alo. Đấy rồi, video này thì nó cũng đã dài thì em sẽ dùng video đó nha, thì video sau thì em sẽ lên tiếp những sản phẩm khác cho tất cả bác để các bác tham khảo nha. Em xin cảm ơn tất cả bác đã quan tâm theo dõi video, và các bác nào chốt được sản phẩm nào thì liên hệ chốt hôm nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bác ở video sau.